Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Ăn nhậu rồi hỏi thuốc. Dạ. Em có ăn nhậu thuốc gì không em? Dạ không. Xăm mình, ví dụ mà xăm mông thì được. Sao vậy? Sao vậy? Tự nhiên xăm mình mà không được mà xăm mông được là sao? Hả? Xăm mông á, mà bạn gái nó cho phe người ta coi á, muốn vậy thì em cho luôn. Đồ quan trọng dám không? Chắc dám à. Không ai, em thấy không ai đi ra đường mà đưa cho mông ra. Em tên là Khánh Đông, em năm nay 24 tuổi, quê gốc em ở Cần Thơ và hiện tại thì em đang sống ở Sài Gòn. Hiện tại thì em đang là giáo viên. Em giáo viên dạy cái gì em? Dạ, em giáo viên dạy mầm non. Mầm non. Rồi, mời bạn nam. Kính chào quý vị khán giả của Gan Rét. Đang thế này mà chị đi. Bình tĩnh nào. Gần xa. Chào anh người đến anh Cát Tường, bạn gái của chị. Vậy chị Cát Tường, chị Cát Tường. Chào bạn. Hơi bối rối chút xíu. Em hôm nay là 27 tuổi. Hiện tại là nhân viên phân phối xuất nhập khẩu trái cây ngoại nhập. Dạ, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em ở khu Đức. Quê đâu? Dạ, quê em ở khu Đức. Dạ, thủ của Đức. Kế bên quận 12, đó giáp ranh với Bình Dương. Là ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm khu vực nào? Đối diện em à. Em ở gần ngay ngã tư Bình Phước á. Là sao? Chỗ nào? Hiện tại em sống ở quận khu Đức. Bạn gái cười rồi kìa. Giận chi tí cho nó vui thôi. Khớp nhưng mà dễ thương lắm. Điểm mạnh điểm yếu của bạn đi, bạn làm luôn đi cho đỡ rung. Điểm mạnh là của em là ăn nhiều nói nhiều. Em ăn bằng cái khâu á. Khu cái máng chưa. Dạ. Nói thì em nói nhiều lắm. À. Cái hạn như là anh Nguyễn Linh rảnh thì nói chuyện em cả ngày. Nhưng mà trừ khi là em đừng đói bụng quá được rồi. Điểm yếu của em là nhát gái. Với lại em hay ưa nói chuyện mà gung gung lắm. Với cà lâm hạn như bây giờ. Vậy là nãy giờ đang gung đó phải không? Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em thì có một vài ưu điểm như là mọi người thường nhận xét em là dễ gần, dễ tính. Em thì biết hát, biết múa chút chút thôi, biết đọc rap, biết nấu ăn chút chút. Thôi bây giờ anh kia anh gung quá đâu, em đọc rap thử coi. Bữa giờ lên đây chưa ai đọc rap. Cô ơi cô từng đi lấy chồng, về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát. Cô nghe đó trời ơi, cô từng đi lấy chồng, để tôi ngồi buồn bên bề hát ly cây bông. Ơi họ là họ ơi, trăm đầm gì đẹp bằng sen. Em xinh đẹp không cần bằng khen, mới tí tuổi mà đã biết thẹn. Gồ bồ kết nên tóc em đen, dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội về nhà chi sớm em ơi. Khoan, bông trắng là bông xanh nè. Chỉ cần ta cùng bên nhau và cùng chung một cơn mới chứ đừng bánh bồi. Bên lỡ để anh hỏi mà không hề mong chờ. Quá dữ. Nếu sao bạn Nam, sao bạn Nam như bên kia được. Dạ không, em mới đọc luôn. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ không luôn. Hay không? Em thấy hay không? Dạ quá hay luôn. Quá hay luôn. Mà này thiếu nhạc xíu nữa. Cái đó nãy giờ điểm mạnh không ha. Còn em có điểm yếu gì không? Nói cho bạn trai nghe luôn. Tính em vội vàng rồi hơi nóng tính xíu. Gọi là hậu đậu hay quên. Rồi nhút nhát nữa. Lúc âm nhạc đâu thấy nhút nhát đâu. Dạ âm nhạc thì bung lụa. Còn có nhiều cái ví dụ như sợ mấy con côn trùng như dán nhọn kia. Tình trường thì sao? Tình trường thì em nó trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây một năm rồi. Chuyện như là không thể chấp nhận được. Không chấp nhận được cái gì em? Tại vì lúc đầu em thấy ảnh cũng man lắm. Nói chung. Ủa là khúc sau hết man hả? Cái qua cái cử chỉ và hành động á thì hả em nghi là người này không có men. Dễ xứng dễ sợ dữ tính. Rồi đó là sao anh? Anh Linh nãy giờ anh check em khẳng định với cô ấy em là ai? Dạ em là nam 100%. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Em có hai mối tình. Mà mối tình đầu thì em năm hồi 17 tuổi. Trời ơi sợ. Thứ hai em chia tay khoảng hơn một năm rồi. Đang tìm hiểu, thấy không hợp thì không có quen nhau. Có hôn chưa? Dạ chưa có. Thiệt không? Dạ thiệt. Mối tình trước 17 tuổi có hôn không? 17 tuổi thì có hôn. Chắc kỳ vậy, 17 tuổi thì có hôn. Mà bây giờ thì không hôn. Hồi nhỏ sao vậy em? Thấy mấy người lớn á, người ta thấy người ta hôn mà mình hôn thấy hôn theo. Người ta sao lúc lớn không hôn? Thì lúc lớn rồi thấy đang quen thôi, chừng nào mà vợ em mới mới hôn. Trời đất ơi. Còn yêu nhau cũng chưa hôn luôn. Yêu nhau mà yêu quá thì chắc em làm liệu luôn. Rồi mẫu bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Cao khoảng chừng 1m55. Gọi là nước da mà ngăm ngăm. Tóc dài. Màu đen hay thích truyền thống? Em thích một nửa. Cái gì cũng nửa. Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Ăn nhậu rồi hút thuốc. Dạ. Em có ăn nhậu hút thuốc nhiều không em? Dạ không.
xăm mình, ví dụ mà xăm mông thì được. Hả? Sao vậy? Tự nhiên xăm mình mà không được mà xăm mông được là sao? Hả? Dạ, có nghĩa là thay vì xăm mình á thì người ta sẽ lúc nào người ta cũng khoe ra thì giống như giang hồ quá. À. Dạ, còn xăm mông thì không ai mà đưa ra đó. Dạ, nếu mà đưa chỗ kính. Có nghĩa xăm mông là để mình em coi thôi thì được. Dạ. Còn xăm mà cái gì mà ngoài người ngoài thấy là không được. Nếu mà xăm mông á mà bạn gái nó cho phe người ta coi á, muốn vậy thì em cho luôn. Người quan trọng dám không? Chắc dám à. Không ai, em thấy không ai đi ra đường mà đưa cái mông ra. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị để kết hôn chưa? Dạ thì chuẩn bị về mà gọi là tinh thần rồi. Em và ba mẹ em thì gia đình thì được, ok. Mà quan trọng là bạn gái có chấp nhận em không thôi. Ủa em có bị gì không mà bạn gái không chấp nhận? Không có, sợ em không chuẩn men. Em chuẩn 100%, sợ người ta nghi ngờ mình phải khẳng định được. Tại sao mình sợ người ta nghi ngờ mình? Tại vì thấy bằng đồ nó màu sắc quá. Mấy cái chị cho em chọn áo em nè. Anh đem tới mấy cái áo? Ba cái áo. Áo màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Tôi tưởng ổng đem màu đen, màu xám, màu vàng mà mấy chị chương trình chọn cái màu vàng. Trời ơi. Tại chị dặn em là mặn đồ mà sáng sáng. Thì em vô em thấy thì nó là em vô thì sáng là màu trắng đó là sáng. Còn cái này là nổi. Dạ màu trắng thì nó em không thích màu trắng. À. Dạ. Em thích nhất màu gì? Dạ em thì thích thì mà dạng như là màu đỏ. Màu đỏ hợp với em. Mai mốt lấy vợ về rồi tiền ai quản lý? Thì vợ quản lý. Dạ ông Lý em có nhiều em đưa hết. Đưa hết luôn. Đưa hết luôn. Tụi tới hồi cần cái gì xin lại vậy? Không có gì, nếu mà em không ví dụ mà cho thì lấy, không cho rồi thôi. Rồi không cho tiền đâu xài. Khi mà em ví dụ giả sử trường hợp bị bể bánh xe ơi, thì em alo cho vợ. Anh nói em ơi anh bị bể bánh xe anh không có tiền. Vợ em ví dụ mà thấy vậy á phiền phức quá mốt đưa tiền. Em muốn lấy mà có chuyện gì anh cũng kêu em hết trơn á, đúng không? Vậy đây là một cái kế sách hay á chứ. Được hay á, chịu anh rồi đó nha. Được đây có duyên lắm à. Lấy anh này về không sợ buồn đâu em ha. Được á. Rồi để anh coi bên thằng gái thế nào nha. Dạ anh chào anh Quỳnh Linh. Chào anh gái. Bây giờ em nghe anh bên đó anh nói chuyện anh thấy sao? Dạ vui hài hước. Vấn đề làm dâu á sao em? Vấn đề làm dâu thì chị em thì ở riêng rồi, còn có mình em rồi, cho nên nếu mà em đi rồi ở nhà có mình ba mẹ. Tức là em đang ở với ba mẹ luôn? Dạ đúng. Nếu anh về nhà em ở luôn được không? Dạ được. Để anh hỏi dù ở rể có được không? Em gái bên đây cũng dễ thương lắm. Em ấy cũng muốn ở nhà chăm sóc bố mẹ. Rồi thí dụ bên kia đàn gái mà ta đặt vấn đề là bắt rể thì em nghĩ sao? Dạ thì bắt rể thì cũng được, nhưng mà đừng bắt em luôn được rồi. Ví dụ mà đừng phải cho em về, ví dụ mà hai vợ chồng về thăm ba với mẹ thì cho chứ. Dạ không có, em sợ nhiều khi rồi không cho về, ông không cho về nè, ông về là ông chết luôn. Em á dứt bắt luôn rồi chết luôn á. Em hay khóc không? Nếu mà tùy theo trường hợp. Trường hợp nào em rơi nước mắt rồi? Trường hợp thì vậy chứ, như là người yêu mà chia tay á thì đó là mình rơi nước mắt á, nhưng mà cái cảm giác đó em chưa bị à. Giờ hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba của em. À có ba theo hả? Xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Tôi là ba của Khánh Đông. Thì cái phần còn lại á thì để cho tôi nó quyết định. Còn về cái phần mà nhận xét á, con tên gì nè? Dạ con tên Tiền, Nguyễn Văn Tiền. À, Nguyễn Văn Tiền. Dạ. Hình dáng thì như là khỏe mạnh, chắc chắn, cao ráo, thì cũng đẹp trai đó, chững chạc, như này vui tính. Rồi điều đó thì chú cũng chịu rồi. Nhưng mà có vấn đề nãy vừa nói, vấn đề mà có bắt rẻ hay không á thì chắc chắn là chú không để bắt luôn đâu. Vì Khánh Đông thì ở với chú. Cô chú thì cũng gần 60 rồi. Dạ. Nhà thì rộng chứ không có hẹp đâu, ở quận 8. Thì có điều kiện mà hai đứa cho nhau cơ hội mà tiến tới hôn nhân á thì chắc lẽ ở với chú có được không? Nên chú hỏi thẳng luôn. Cũng gần dạ, ở thành phố phương mấy quên nãy bố nói. Dạ con ở quận Thủ Đức. Thủ Đức là đâu? Cũng gần Thủ Đức. Dạ. Thì Thủ Đức là nói về là con giáp ranh Bình Thạnh. Quận 9. Bình Dương. Quận 12. Nói có người chị thì đã gả rồi. Dạ. Đã riêng rồi. Mình thấy nếu mà gả nữa đi nữa thì cô đơn lắm. Kể như bây giờ chú đồng ý rồi đó ha. Dạ. Thì giờ chờ chỉ trao quyền lại cho mấy đứa trao cơ hội thôi. Chú đồng ý nhiều khi bạn gái con ví dụ sau này vợ con thì không đồng ý cũng như không luôn. Thì con gắng thuyết phục mà chắc được nghe lời chú mà không sao đâu rồi nha. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Rồi. Em đi với ai? Những ba bạn đồng nghiệp của em và chị họ em nhưng mà khác họ. Dạ.
Dạ em kính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị làm chung công ty với em Tiền. Thì em gái này rất là dễ thương. Theo mà kinh nghiệm mà với em Tiền bao nhiêu năm á, thì em gái này cũng nằm ở trong danh sách một số bạn gái mà Tiền đưa ra tiêu điểm. Chị cũng mong là hai đứa em là có cơ hội để tìm hiểu với nhau. Rồi cảm ơn chị. Thôi bây giờ kéo màn lên ha. Dùng thế ví dụ mà thứ bảy nhật cho về không đó nha. Kéo màn lên. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Và Mối Hẹn Hò. Cùng hai MC cười khà 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Dạ, anh chào anh. Hồi nãy anh có nói với em, anh chưa có nói là có khuyết điểm. Bạn nhắc tặng quà kìa. Anh có món quà gửi em. Nói hiện tại là công việc của anh đang làm. Dạ, cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn anh. Cho em gửi. Chị cảm ơn em. Dạ. Chắc là trái cây rồi ha. Dạ. Cho em gửi anh trái cây là cái gì đây đi. Dạ thì cái gì đó chứ anh đưa lên mở rồi biết. Còn mấy kia cho ai? Dạ mấy kia là cho mấy bạn ở dưới quay phim. À dạ, dạ. Dạ. Có quà quay phim nữa. Không cho mấy quay phim là đâu có cái vỏ xin gì đâu. Dạ. Bắt đầu có nhận xét gì vậy em? Nói chung là hơn những gì anh mong đợi, đẹp gái mà anh thấy anh giống như là anh nãy anh nói chưa nói hết điểm anh á là anh xấu trai. Nhưng mà anh thấy anh giống như là Ngu Mà Dương đi công chúa à. Không, anh nhìn anh cũng được mà. Làm gì tệ Ngu Mà Dương vậy? Ngu Mà Dương đẹp là trai mà. Sao không tự tin gì vậy? Bác trai khen đẹp mà. Ngu Mà Dương đi công chúa nhưng mà hai vợ chồng đó anh. À, hay nhớ không nhớ không? Đẹp trai. Để cho anh thoải mái xíu em chỉ anh một đoạn rap á. Em một hát đoạn rap anh, đi giờ. Em một câu thôi coi. Anh có nói anh không biết rap, không biết hát gì giờ anh biết múa minh họa không? Nát dở lắm. Vậy anh diễn đi. Thôi để anh cố gắng để anh hát cho em nghe mà em đừng có chê dở nha. Khi em ngồi bên bao nhiêu buồn phiền xong anh biến tan. Nè. Tiếp đi. Tự tin lên nào, tiếp đi. Em như ánh sáng sao cho đường tình anh không sai lỗi. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời, yêu không hoang thang. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vui vui gần hàng xin em bỏ qua. Sao mà anh buồn quá giờ? Anh hát bài yêu mà sao mà anh buồn quá giờ? Mà anh có đôi mắt vui chứ. Mà anh buồn là anh căng thẳng á. Thôi vậy giờ anh hát tặng anh nha. Em chỉ cần một người xin em đi ăn món ngon mỗi ngày. Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. Cô muốn là nếu người chồng cổ thì hôn cổ mỗi ngày được không? Được không? Vẫn đi ăn luôn. Ăn ngày sở trường anh mà. Anh đã nói chuyện mà hôn hôn mỗi ngày kìa. Hôn mà hôn cũng được. Anh thương là anh hôn hết. Em thích trai hay gái em? Nói chung trai gái sao cũng được. Con chồng là dạy nó được không? Em là giáo viên em phải dạy nó được rồi. Lỡ như mình dạy con ta được, còn con mình dạy không được sao? Không có, anh có cách trị hết. Không nghe lời là anh không cho ăn trái cây. Trời giống em á. Ví dụ mà hai đứa mình tiến xa, em muốn ở đâu? Ba nói rồi, bắt rễ đó. Không, tại nãy nói nhỏ anh không nghe rõ. Quận 8. Quận 8 là đường nào em? Quận 8 đường Dương Bá Chẹt. Ngay cầu Nguyễn Văn Cừ đó. Anh ở Thủ Đức hả? Anh ở Thủ Đức. Em có những khuyết điểm vậy vậy á, nãy á, rồi anh có chấp nhận được không? Tướng anh về chứng men chắc được, anh chấp nhận được hết á. Cái quan trọng là em có một điểm mà tốt là được rồi. Show ca gì anh chấp nhận được hết. Em thấy anh chuẩn men thiệt á. Quen nhau mà có cái gì đó khó khăn á, anh có cùng em vượt qua những cái khó khăn trong tình cảm không? À. Anh sẽ vượt hết đó em. Người ta nói cái câu như thế này rằng đường đi tuy khó, không khó. Khó ở chỗ là ngăn sông cách núi mà... Anh xin lỗi. Nhưng mà anh sẽ nói chuyện ra là xuất phát từ trái tim của anh mà cho em biết. Và anh hy vọng anh và em sẽ cùng đập trái tim với nhau. Biến trái tim trên màn hình đó thành một trái tim màu của tình yêu. Anh nghĩ rằng khoảnh khắc này là thật tuyệt vời. Khi chúng ta về già, ngày nói con cháu chúng ta biết rằng ngày xưa ông và bà đã quen nhau như thế này. Và hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Và nắm tay nhau thật chặt nha em.
Hấp không em? Dạ. Hay quá. Hay quá. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa sao bấm nhá. Rồi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Một cái hôn đầu tiên. Rất tuyệt vời chàng trai. Em là Nguyễn Thị Minh Hà, em 25 tuổi, em sinh năm 92. Quê gốc của em là ở Hải Phòng. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Hiện tại em đang là trợ lý giám đốc của một công ty Hàn Quốc ạ. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu. Dạ, trước tiên em cũng xin chào tất cả các vị khán giả ở trường quay. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Thì em xin tự giới thiệu, em là Chim Hoàng Gia. Năm nay em 20 cộng. Cộng 8, năm nay em 28 tuổi. Hiện đang là giám sát kinh doanh của một công ty thời trang. Và quê gốc của em là ở Kiên Giang ạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em khá là hòa đồng, thân thiện. Hiện tại là em không biết nấu ăn. Em cũng không thích làm việc nhà. Mẹ em cũng cưng em á, thế là cũng không có ép em phải làm cái gì hết. Bạn trai, nghe bạn gái là không có làm gì hết trơn á, thì em có cảm giác gì? Em có thể bù trừ lại cho bạn là tại vì em biết nấu ăn và biết nấu nhiều món. Rồi, vậy được rồi. Với lại em cũng siêng và làm việc nhà, mặc dù là lâu lâu mới làm một lần. Hả? Thì ví dụ như bạn gái vợ em á, sau này vợ em không có làm gì chân, không biết nấu nước chân, em nấu hoài luôn, làm việc nhà hoài luôn, em có ngại không? Cái đó mình phải chia sẻ cho anh. Nếu mà bạn thật sự bạn yêu thương mình á, thì bạn sẽ không để cho mình nấu mình lên đâu. Em thấy là nấu hai người nó sẽ hay hơn. Dạ, em sẽ dạy cho bạn. Sao em, mình có cải thiện được không em? Dạ, em đồng ý. Nấu ăn cho người mình yêu cũng là một cảm giác rất là thú vị. Được rồi, cái đó anh nghĩ rằng về cái đó cải thiện không có khó gì lắm. Vấn đề chỗ là bây giờ mình có duyên với nhau hay không ha. Bạn có những mối tình như thế nào? Thì em cũng có một mối tình sâu đậm, quen cũng 4 năm nhưng mà cảm thấy là không có còn hợp nhau nữa, cho nên hai bên quyết định chia tay nhau. Sao không chia tay sớm sớm đi để chi dài dữ vậy? Thì giống như là nó hết nợ rồi chị, trả tới nợ tới nhiêu đó là hết rồi. Em thấy là thực ra cái chuyện mà yêu nhau 4 năm, yêu nhau 10 năm mà chia tay vì không hợp rất là bình thường. Em nghĩ là nó tốt hơn chuyện là mình cưới xong rồi mai tao muốn mình ly dị. Em đã qua mấy mối tình rồi? Em chưa yêu lần nào hết. Em mới chỉ có kiểu là thích mối quan hệ tình học trò cách đây 10 năm thôi. Thế em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, cao hơn em một cái đầu, nghĩa đen nghĩa bóng thôi. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m65. Bạn trai cao mét mấy? Em cao 1m68. Vậy là cao cái đầu được rồi, đúng tiêu chuẩn rồi. Anh ơi, tại vì em thì em rất là thích đi giày cao gót mà tầm khoảng 5 phân trở lên á. Thì em mà cao hơn anh em cũng thấy kỳ kỳ. Vậy anh có thể ăn gian chiều cao bằng cách anh có thể chảy cái đầu tóc nó hơi cao hơn một chút. Được hết mà. Rất có thiện chí. Dạ, cảm ơn. Bạn Nam, bạn muốn tìm một nữ yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn nữ tóc ngắn, cá tính mà khuôn mặt phải có một cái nét duyên gì đó. Và đặc biệt thì khi mà em nhìn một người con gái, em hay nhìn vào cái bàn tay và cái bàn chân của họ. Lý do? Em không biết nữa. Lý do thì không biết thiệt. Nhìn bàn tay bàn chân hả? Dạ. Thế nào là bàn tay đẹp, thế nào là bàn chân đẹp? Cái đó em không có định nghĩa được, miễn sao em thấy em cảm là em cảm. Nhìn cảm thôi đó hả? Dạ. Thôi mình nói chuyện thôi. Coi cái tay kia đi. Được không? Cũng được. Sạch sẽ là được. Này sạch không em? Dạ sạch. Tay của chị á chị. Chị là phải sơn móng tay chứ. Được rồi em gái, yên tâm ha. Lạ nha. Thôi để hỏi bạn nữ cái trước khi qua coi mặt nè. Em có đặt ra cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích hói đầu, không răng hô, không bụng phệ. Không bụng phệ. Sáu múi càng tốt. Bên đây không có múi luôn. Chào chị. Không hói. Không hói, không hô, không bụng phệ nhưng mà không có sáu múi. Chà, có vẻ hơi thấp hơn bên này nha. Anh có chơi thể thao không ạ? Anh thì có chơi gym nhưng mà không có thường xuyên thôi. Ví dụ như anh chơi 2 tháng thì anh nghỉ khoảng 1 tháng. Rồi sau đó anh tập lại. Giờ có được mấy múi rồi? Chắc một múi chị. Một múi nhưng ha. Mà không có phệ đâu. Cổ hỏi là nếu như trường hợp mà đứng mà cổ cao hơn bạn thì bạn có ngại gì không? Em thì em không ngại. Thực sự yêu nhau cao thấp nó không thành vấn đề, ngoại hình nó không thành vấn đề. Nếu được bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Cảm thấy đủ là cưới thôi.
lấy nhau về mình sẽ ở đâu? Gia đình em thì có cái hướng là sẽ tất cả sau này sẽ là lập nghiệp ở Sài Gòn và sẽ có nhà ở Sài Gòn. Ví dụ cụ thể thôi bạn. Cái hướng của em là em muốn kinh doanh riêng ra. Trong thời gian này em chỉ học hỏi thêm kinh nghiệm để mình có ý định là kinh doanh cái gì chưa? Có hùm hùm trong đầu chưa? Có một vài ý tưởng. Rồi hy vọng là những cái ý tưởng của bạn sớm sẽ được thực hiện và sớm được thành công ha. Mình đang còn lo bạn gái, lo cái chiều cao chút xíu thôi ha. Nhưng mà biết đâu gặp cái nhìn mặt nhau là mình thích thì cái chuyện đó không quan trọng. Đúng rồi, chiều cao không quan trọng đâu, người ta đặt ra vấn đề vậy thôi. Nhưng mà khi mà gặp yêu rồi khỏi có chiều cao, chiều thấp gì đâu á. Để cho em, chị cười quá, cười rất là tươi. Dạ. Em thích điều gì ở người chồng tương lai của mình? Dùng tất cả mọi công việc nhà cho vợ. Cái giống như là theo quan điểm Á Đông á là việc nhà rồi việc bếp núc, việc con cái là của vợ. Còn chồng chỉ có kiếm tiền, thì đó là điều em không thích. Em nghĩ là tất cả mọi người đều phải chia sẻ với nhau, kể cả là về vấn đề tiền nong nữa. Có nghĩa là hiện tại là em có đi làm, anh cũng đi làm, thì là chúng em cùng dành ra một khoản để chăm lo cho gia đình, chứ không có là chỉ có mỗi mình anh ấy chăm cho gia đình. Rồi, cảm ơn em. À, cảm ơn. Nãy giờ em nghe nói chưa? Nghe hết chưa? Dạ nghe. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không em? Dạ, hôm nay thì em chỉ có chị đồng nghiệp thôi ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, em chào quý vị khán giả. Hà rất là dễ thương, khá là rõ ràng và mạnh mẽ. Rất là phù hợp với cái bạn trai bên này. Anh thích tóc ngắn đúng không ạ? Thì bạn Hà cũng là tóc ngắn và cá tính rất mạnh mẽ. Rồi em xin nhận xét về bạn trai cho Hà nghe ha. Thì khuôn mặt rất là sáng. Đeo kính cận, không có hói. Bỏ qua chiều cao đi ha. Nếu như mà đến đây Hà tìm kiếm một ngôi sao mà trong giải ngân hà của mình, mà nếu như mà to cao vạm vỡ không có, thì bây giờ có thể anh là ngôi sao mà nhỏ nhưng mà là sáng chói. Hay, rất hay. Trời, bạn đồng nghiệp nhận xét hay quá. Em tò mò quá. Tò mò quá ha. Dạ. Bạn trai mình đi với ai? Dạ, em đi với ba bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả khán giả trường quay ngày hôm nay. Thật sự là em thấy là bạn gái bên đây rất là ok. Có cái tính mạnh, một thân hình nó cũng mảnh khảnh, rồi một mái tóc ngắn và thật sự là có cái nụ cười rất là duyên, rất là cuốn hút á. Cũng là rất là phù hợp với lại anh Gia. Thì xin hết. Cảm ơn em. Rồi kéo màn. Đây là giây phút để các bạn có thể gặp gỡ nhau, trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Chào em. Cho anh nhận xét trước hả? Dạ. Em hơn cả sự tưởng tượng của anh nữa. Nghĩa là tích cực hay tiêu cực ạ? Tất nhiên là nó tích cực rồi. Dạ, cảm ơn anh. Là cái chiều cao á, anh nghĩ cái đó nó không thành vấn đề đâu. Thôi bây giờ mình đứng lên mình so thử xem nào. Thế vậy mình mới biết được như thế nào chứ. Em xin lỗi, hôm nay em đi thay cao. Được mà, đâu có gì đâu. Được không quý vị? Được mà. Hợp lý mà. Được. Dướng lên chút em, dướng lên chút xíu. Bạn ấy bằng đuổi đặt cho bạn đôi giày độn cao lên chút xíu nữa. Rồi trò chuyện đi hai bạn, chuyên đề hẹn hò đi. Thì hiện tại là anh đang thuê nhà ở đâu ạ? Anh ở ngay ga Sài Gòn, ở quận 3. À, nhà em hiện tại là Hóc Môn, nhà em hơi xa. Dạ. Không sao hết, khoảng cách không thành vấn đề. Dạ. Em muốn hỏi một chút xíu là kiểu như là khi mà anh yêu cái chị cũ, chị người yêu cũ của anh á. À. Dạ. Thì nói sao ta? Nói chung là trong khi mà anh đã phát hiện ra là mình không hợp rồi á, thì mình có khoảng thời gian mình cố gắng để mình hàn gắn mối quan hệ đó hay không? Có. Về khoảng thời gian đó là khoảng bao lâu ạ? 3 tháng. À, vậy là mình đã tìm đủ mọi cách chưa? Em đang nói chính xác luôn, anh đã tìm đủ mọi cách. À, vậy là hiện tại chị đã có mối quan hệ mới chưa ạ? Thì cái đó anh không có còn quan tâm nữa. Vậy là sau chia tay là anh block hết tất cả? Chính xác. Tại vì cái tính cách của anh thì anh khi mà đã kết thúc rồi anh không có muốn quay lại nữa. Dạ. Cho em hỏi xíu là anh có thể nói được mấy thứ tiếng? Anh nói được tiếng mẹ đẻ và mình có thể nói được một chút tiếng Anh. Thì anh có sẵn lòng mình sẽ học tiếng Anh nhiều hơn được không? Được, vô tư. Dạ. Hồi nào giờ anh không có tin cái duyên, nhưng mà lần này anh sẽ tin cái duyên. Anh sẽ không hứa bất cứ gì hết trong thời điểm này và sau này cũng vậy. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng á, nếu mà sau này anh có một gia đình
thì người vợ của anh sẽ là người hạnh phúc và sẽ là một người tôn trọng và được yêu thương. Rồi, hết thời gian. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đến đây á là cái duyên. Dạ. Những cái duyên có trao hay không mới là điều quan trọng. Khi các bạn đồng ý nhấn nút, tức là chúng ta đã trao đi cái duyên. Mà cái duyên trao đi là một điều rất là thiêng liêng nha các bạn. Hãy lắng nghe đúng cảm xúc con người của mình ngay thời điểm này. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hãy nắm tay nhau đi hai bạn. Hãy nắm tay nhau. Đấy, bây giờ đã trao nhau cái duyên rồi. Bạn trai có món quà nhưng quên tặng bạn. Đây, nói gì đi. Anh cũng tặng cho em món quà này. Dạ, em cảm ơn anh. Vẫn nắm tay nhau. Một nụ hôn vẫn xuất hiện trên sân khấu này. Anh không chán em hả? Dạ.